Chào mừng các anh em, chào mừng các anh em quay trở lại buổi livestream bên công ty Zika chúng em. Tiếp tục quay trở lại các anh em, hôm nay chúng em lại tiếp tục đến với những chủ đề vẫn là những dòng loa siêu trầm. Nhưng ở trong buổi livestream này sẽ tư vấn các anh em có nên lựa chọn loa trầm hơi để dùng trong karaoke gia đình không, và cái chi phí để chúng ta đầu tư một con trầm hơi để sử dụng trong karaoke gia đình là bao nhiêu. Thì ở chúng em trong cái thời gian kinh doanh về cái mẫu loa siêu trầm cũng nhận được rất là nhiều, tặng em một like nhá, nhận được rất là nhiều những cú điện thoại tư vấn hỏi có nên sử dụng loa trầm hơi trong karaoke gia đình không và cái mức đầu tư là bao nhiêu. Thì ở trong này em sẽ dạy bày cũng như là tư vấn cho các anh em theo cái nhu cầu đó, và cái so sánh cái sự chênh lệch cái mức đầu tư để chúng ta sử dụng một con trầm điện và một con trầm hơi nó là bao nhiêu, và cái công năng để sử dụng trong gia đình là nó cần yếu tố như thế nào. Ok, các anh em cứ vào, cứ chủ động tặng cho em những cái like nhá. Trước tiên thì mời các anh em nghe một khúc nhạc dạo đầu một chút. Khi các anh em vào đông đủ rồi thì bắt đầu chúng ta vào những cuộc trò chuyện, giao lưu, chia sẻ các kiến thức cũng như là trao đổi với nhau. Cảm ơn anh Thao Nguyễn nha. Ok anh, em nhìn thấy like của anh rồi. Ok anh, chúc anh em buổi trưa vui vẻ nhá. Các anh em buổi trưa vui vẻ, thật là vui vẻ. Hôm nay thời tiết có vẻ là dễ chịu hơn hôm qua, thì chắc là hôm nay cái sức hút mua hàng thì chắc là các anh em cũng sẽ có. Đến với chúng em thì hiện tại giờ ngoài những mẫu loa trầm ra, chúng em còn cực kỳ nhiều những cái mẫu loa để chúng ta hát karaoke, từ loa treo tường, loa nằm. Zalo của em thì anh có thể kết bạn Zalo của em theo cái số 0965503357 cho em nhé. Vì số Zalo 0963338919 là bị đầy rồi, bị full bạn bè rồi. Anh kết bạn với em theo cái số hotline bên dưới kìa, 3357, em tư vấn thêm. Và có tặng luôn cho em những cái like nhá, những cái chia sẻ. Chờ các anh em vào đông đông một chút thì ok. Bây giờ em tranh thủ một vài phút đầu tiên giới thiệu cũng như là quảng cáo một chút hàng nhá. Thì tí nữa vào anh em vào đông vui chúng ta sẽ giao lưu với nhau. Cho em xin vài phút quảng cáo. Vì em livestream hay là làm những video lên mục đích chính cũng để giới thiệu những sản phẩm mà bên chúng em đang phân phối bán, đang hỗ trợ các anh em về những cái dòng karaoke gia đình. Các anh em có nhu cầu thì cứ qua showroom chúng em. Con súp vàng của em đây là con súp WeWood, giá của nó là 6 triệu anh ạ. WeWood 2012, bản cao cấp đấy. Ok, xin một vài phút đầu tiên để quảng cáo những sản phẩm bên chúng em. Ngay sau khi quảng cáo xong những sản phẩm, các anh em vào đông đông thì bắt đầu chúng ta đến những chủ đề chính. Các anh em có thể thấy đôi loa JBL-G4000 của chúng em hiện tại về được 2 đôi, ngày hôm qua về được tổng số là 5 đôi, thì lên đường cũng đã 3 đôi, và 2 đôi này thì cũng có một đôi của một bác khách hàng đặt rồi, và chỉ chờ chiều nay hoặc là ngày chủ nhật chúng em sang lắp đặt cho bác thôi. Số tiền đã chuyển khoản hết thì hiện tại chúng em còn một đôi. Thì một trong hai đôi này thì các anh em lấy đôi nào cũng được. Hai đôi đều là hàng mới đập hộp ra. Giá của nó là 10 triệu cho những cái dòng loa JBL-G4000 bản limited, design USA và sản xuất tại nhà máy bên Đài Loan. Con này công suất của nó từ 350W cho đến 700W nhé. Một con bass 30, dòng loa 7 đường tiếng bass 30, trung trầm 20 rất là lớn nhé, trung cao 15, giải trung con này lộng lắm, rộng, dãi, bay, chép. Ba con chép giấy, một con siêu tép, giải tép thì cực kỳ chi tiết và tanh tách. Siêu hay. Karaoke gia đình đánh với những cái dòng âm ly 506 hay là những con đẩy công suất lớn đều đáp ứng được hết cho cái bản này. Màu đen, sang trọng, mạnh mẽ. Cao 1m15. Ok.
Còn một đôi nhá, em duy nhất em còn một đôi. Hiện tại showroom còn hai đôi nhưng một đôi đã có cọc, đã chuyển khoản hết và chờ ngày giờ đẹp đi lắp thôi. Con này thì vẫn thanh lý của anh em giá 6 triệu. BMW 312, không giới thiệu nữa. Giới thiệu nhiều rồi. Các anh em lấy thì cứ liên hệ cho em, vẫn còn. Tiếp đến cái bản thu nhỏ để mà cho anh em có thể sở hữu được cái chất và cái nét đẹp cũng như là cái độ sang chảnh của đôi G4000 thì em có cái bản thu nhỏ G4000 là bản G2000. Bản này thì giá nó mềm mại hơn, giá nó là 6 triệu cho cái bản G2000. Dòng này thì vẫn là bát 30. Em có thể bóc e căng ra đây. Vẫn là bát 30. Tất cả mọi thứ đều nó vẫn là cái form dáng của con G4000 nhưng nó là bản thu nhỏ lại. Giá là 6 triệu đồng. Quay sang bên này, hôm qua bác nào hỏi em CB600 Pro này, đây em có một con nhé. Nếu mà lấy thì lấy, không thì chỉ còn 600 trơn thôi. Chép bốt SA7, giá là 2 triệu rưỡi, bản mới về đẹp long lanh. Màu đẹp, màu sắc đẹp. Em không có côn mic đấy anh ơi, anh Nhân ngốc, em không có, phụ kiện, những cái phụ kiện em không có. Đồ của em nếu mà có lỗi em toàn bộ gửi cho nhà phân phối và gửi cho công ty và hãng hết. Em không trực tiếp sửa chữa nên không có phụ kiện. Các bạn có nhu cầu gì hoặc kết bạn Zalo cần tư vấn thêm video hình ảnh, cứ kết bạn cho em theo số 0965503357 nhé các bạn em ạ. Dòng B3 full đang chờ đợi các anh em với cái giá thanh lý là 5.500.000 đồng. Cái đôi này thì ở đây thì đợt này cái thời kỳ này là mùa hè nó đang nóng nực nên có những cái mẫu sản phẩm nó sẽ phải ở đây khoảng là một thời gian khá là dài cho đến dịp cuối năm, nhưng mà em vẫn trong cái chương trình tri ân giải nhiệt mùa hè vẫn thanh lý các anh em với giá 5.500.000 những đôi đo full. CF81, các anh em vào tặng em những cái like nhá, tặng những cái like chia sẻ. CF81 dòng loa karaoke chuyên nghiệp của Pioneer. Bản này nghe nhạc và karaoke rất là chuyên nghiệp trên cái bản này. Kể cả chào anh Diêu Khiên nha. Super Bass 50 em có con JBL 718. Anh Super Bass 50 có con JBL 718, giá nó là 6 triệu anh ạ. Em trong dịp này em sẽ hỗ trợ phí vận chuyển cho anh, nhận hàng thanh toán anh Tam Đào. F75, Pioneer CF88 hoặc là Pioneer CF99 thì những cái hàng đến từ Pioneer thì em có 1, 2, 3, 4 mã. Dao động từ 4 triệu rưỡi đôi F75, 5 triệu rưỡi đôi Pioneer CF81, 6 triệu rưỡi đôi CF88 và 8 triệu rưỡi đôi CF99. Những cái em giới thiệu nhiều rồi, ở đây thì em chỉ báo qua được các anh em thôi. Các anh có yêu cầu ghép cái gì vào nghe thử thì em sẽ ghép cho các anh em. Tiếp đến là JBL ST200 Plus. Bản này trước đây giá của nó 2.2 triệu, nhưng đợt này chúng em sẽ hỗ trợ cho anh em với giá là 1.9 triệu. Hôm kia có một đôi em cũng để vị trí này nhưng mà đã lên được, đã bay ngay trong chiều hôm đấy. Thì đôi này thì công suất của nó 400W và chở hàng 8 ôm, ghép rất là dễ. Em ngày hôm nay em test rất là nhiều trầm nên trên trần thạch cao đánh nó rung bụi hết xuống dưới này. Khả năng em phải dỡ bỏ cái trần. Tiếng trầm đánh nó cứ rung trần thạch cao á. Loa đời con show ăn thanh lý các anh em 2.3 triệu. Hỗ trợ tốt về giải trung cao và giải chép, cực kỳ hay luôn. Con show ăn dòng loa như cái kim tự tháp mà. Hàng bãi, con show ăn này là hàng bãi. Bốt 151 là giá 950.000, hỗ trợ rất là tốt, dòng bốt tay. Hỗ trợ cực kỳ tốt cho giải trung. Con này thì đánh yên tâm, các anh em yên tâm. Dòng này nó có chặn cản hết rồi. Nó sẽ khống chế một cái ngưỡng nên các anh em yên tâm. Không sợ bị đánh với những cặp loa to mà nó cứ bị phẹt nó quá tải công suất. À, đâu nhỉ? Em còn một đôi loa cây Kenwood em thanh lý các anh em nhé. Nếu mà nó không bị chớt thì là 5.700.000 và con này đang bị chớt. Con này chớt và nó là bản này là bản trung bé. Đấy. Thì thanh lý các anh em giá 5 triệu bao phí vận chuyển các anh em. Bản trung, bản này là bản bản trước, bản sau này về bản trung to hơn. Còn duy nhất một đôi bản đời đầu này. Đấy, nó chỉ có cái vấn đề là để ở đây nhiều anh em bưng bê vác.
Anh Nguyễn Hữu Thắng đây nha, em mở đôi G 4000 tăng lên cho anh nghe nhá. Hiện tại em không đánh trầm đâu nhá. Hiện tại không đánh trầm. Không có trầm bổng gì đâu. Giờ em sẽ tăng volume lên để anh nghe thử nhá. Em điều khiển em đang đút túi. Đấy. Anh thích nghe nhiều tép, em sẽ tăng thêm tép lên cho anh. Thế nào anh, cho em một ý kiến. Anh Nguyễn Hữu Thăng, anh hôm nay em gửi cho anh nhá, chiều nay có sắp xếp lắp được không anh? Đôi DK mà 2 bát 25 một chép em không có anh. Trương ơi, CS88 với G4000 đôi nào hay hơn anh ngố đường phố? G4000 em nhắc lại cho anh là G4000 của em đang giá 10 triệu nhá. Và đôi CS88 giá chỉ có 6, ở cái mức 6 triệu rưỡi. Nên không so sánh được thế anh ạ. Không thể so sánh được. Nó chênh hơn 3 triệu rưỡi là nó sẽ khác 3 triệu rưỡi. Một số tiền không hề nhỏ anh ạ. Nên em không so sánh được. Như vậy. Hay nó ở một cái hay của mỗi người. Cái đẹp cũng ở trong mắt mỗi người. Mỗi cảm nhận. Đôi tai của chúng ta cũng vậy. Có bác thích nghe bát sâu. Có bác thích nghe nhiều tép. Có bác thích nghe chung nó rộng. Đấy. Hoặc là vẻ đẹp hình thức thì cũng... mỗi người mỗi nét đẹp riêng, mỗi cái nhìn riêng, mỗi cái xu hướng cũng như là mỗi cái thích về mỗi cái hình thức khác nhau nên không so sánh. Có điều là con CS88 của chúng em đang có giá là 6 triệu rưỡi, còn con JBLG 4000 có giá là 10 triệu. Anh Thăng ơi, chiều nay em có lắp được cho anh không? Để lắp không có để đây anh em, các anh em đến đây trải nghiệm trực tiếp lại bách mất chết lại nợ đơn anh. Ok, tiếp tục quay trở lại. Vừa nãy báo thanh lý dở đôi Kenwood 2 bát điện 25. Đôi này do vận chuyển thì nó bị chớt chát một chút. Thì thực ra có một con chớt ở ngoài kia rồi. Thì nó bị chớt một tí hông này. Nó chớt cái đoạn hông này này. Đấy, một tí thôi. Em sẽ chấp nhận lỗ mấy trăm ngàn để thanh lý cho các anh em. Cũng như là cái dịp này nó đang khó khăn về cái mùa hè rất là oi bức nên các anh em cái nhu cầu mua sắm cũng chưa lên cao lắm, thì chúng em cũng sẽ hỗ trợ các anh em để khuyến khích cái tinh thần mua sắm cùng cái đội chịu chơi của các anh em, thì sẽ hỗ trợ các anh em một cái đôi loa Kenwood nó chỉ bị chớt sườn á, bị rách sườn đấy, vì do cái quá trình vận chuyển cũng được kê kích anh em đồ đạc nó nặng nó bê không cẩn thận. Em bê thì không sao, nhưng anh em bê nhiều khi nó chủ quan một tí là sẽ bị cái hiện tượng thiếu đi một tí thẩm mỹ. Chính vậy đôi kia đang, nếu mà thẩm mỹ còn đẹp thì em sẽ báo các anh em là giá 5,7 triệu, nhưng mà hình thức nó bị chớt chảy chợt một tí rồi thì sẽ là 5 triệu tròn cho các anh em. Cầm máy. Ông đọc được hình ảnh chưa? Vâng, đang giờ nghỉ trưa thì các bác đã dành một chút thời gian ra để theo dõi cái buổi livestream ngày hôm nay của ZK Audio. Vâng, thì các bác hãy like và chia sẻ đến các bác và anh em, người thân, bạn bè những cái video thật là bổ ích về những cái dòng thiết bị âm thanh gia đình. Và bác nào cần tư vấn hay cần tham khảo hay chia sẻ một cái gì đó, các bác vui lòng comment trong video. Bên em sẽ cập nhật và chia sẻ đến các bác trong những buổi livestream trực tiếp. Vâng, những đô la cây JBLG 4000 dòng loa bát 30 thì thời gian vừa qua các hàng này nhập về rất là khó khăn, thì hiện nay bên em đã về được mấy đôi, thì các bác nào còn quan tâm
cần sở hữu những đôi loa cây JBL G4000 thì các bác có thể gọi điện trực tiếp nhé, hoặc là đến trực tiếp số 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. JK Audio sẽ luôn luôn hân hạnh đón tiếp các bác. Và hai số hotline đó là 0963889192 và 0965503357 các bác nhé. Vâng, chú Thắng ơi, chú Thắng ơi, hôm nay chú lấy luôn chưa? Chú Thắng ơi, nếu mà để nghe nó đầy đủ chi tiết thì thật sự là nghe qua live stream trực tiếp này nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều. Vì cái lưu lượng live stream trực tiếp này, cái đường mạng nó đang bị ảnh hưởng. Vì thế các bác xem có thể bị giật hay là ảnh hưởng về chất lượng âm thanh. Chú Thắng nhá. Vâng, đô la JBL G4000 của chú Thắng đã về rồi ạ. Vâng, bên cháu về được mấy đôi thì chú đã chuyển trước 9 triệu đặt cọc trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên cháu đã nhận được rồi chú Thắng nhá. Bên cháu đã để dành riêng cho chú một đôi rồi ạ, để dành riêng cho chú một đôi rồi. Bên cháu sẽ không bán nữa, còn những cái mẫu này các bác có thể đặt và sở hữu cho mình nhá. Chú Thắng là bên cháu đã test và đóng sẵn rồi thì chỉ chờ chú Thắng ở ngay siêu quý Gia Lâm Hà Nội nhắn tin là chú đã có ở nhà thì bên cháu sẽ đưa sang lắp đặt cho chú. Một lần nữa cảm ơn chú Thắng nhá. Vâng, chú Thắng chú lấy cho mình khá là nhiều thiết bị rồi. Vâng, chú lấy cho mình một con đẩy Quickwood D500. Đó, thì chú Thắng chú có thể tham khảo một cái mẫu súp Quickwood này chú này. Một mẫu cao cấp này, súp Quickwood. Đấy, súp Quickwood chú Thắng nhá. Nếu mà cảm thấy mà vẫn thiếu bát, nghe chú muốn nghe cái tiếng trầm sâu hơn thì chú có thể thêm một con súp Quickwood VKF2012 chú nhá. Nó chú ơi, mà để nó đánh giá một đôi loa qua live stream trực tiếp này nó không nói lên được điều gì đâu chú ạ. Chú yên tâm đi, đôi loa G4000 chú đặt thì thật sự là sẽ mang lại cho chú một cái trải nghiệm chất âm hoàn toàn mới. Vì đây là dòng loa bass 30, dòng loa cây sở hữu 7 loa trên một thùng, nó sẽ rất là đủ giải. Vâng, anh Nguyễn Đích ơi, comment tiếp theo sau đây là của anh Nguyễn Đích. Đôi G4000 có hai bằng CS880. Vâng anh ơi, để nói CS88 và JBL G4000 so sánh thì chắc chắn là JBL G4000 sẽ cao hơn rồi, sẽ hay hơn rất là nhiều. CS88 thì thuộc phân khúc bass 30, nó chỉ có 6 loa trên một thùng thôi. JBL G4000 dòng loa cây nó được thiết kế đặc biệt hơn, nó sở hữu 7 loa trên một thùng, chắc chắn nó sẽ nhỉnh hơn khá là nhiều so với CS88. Ok chú Nguyễn Hữu Thăng nhá. Chú đã chú lắp được thì chú alo luôn cho bên cháu, nhắn tin cho bên cháu qua Zalo nhá, bên cháu sẽ cử người sang lắp đặt cho chú ạ. Thế thì thống nhất chú Thăng ơi, thống nhất là 14 giờ chú lắp đặt nhé, thì cháu sẽ cho anh em sang cho chú nhá, chú chốt luôn nhá, 12 giờ chiều nay nhá. Vâng, các bác đã dành thời gian theo dõi buổi livestream ngày hôm nay, các bác đã bớt chút thời gian, các bác một lần nữa cao luôn luôn cảm ơn các bác đã dành thời gian nhé. Vâng, để nói sở hữu những thiết bị karaoke gia đình mà bên JK Audio còn rất là nhiều các mẫu khác các bác có thể tham khảo, như những mẫu loa thùng, loa cây, loa full, hay là những đôi loa siêu chép, hay là những cái đẩy liền vang, đẩy rời vang cơ lai số, rồi những cái mẫu súp rất là nhiều các bạn, hoặc là những đôi loa bãi B3. Vâng, Ngọc Sony JBL G2000 giá bao nhiêu một cặp súp? Vâng anh ơi, đôi loa JBL G2000 có giá 6 triệu anh nhé. Đây là bản rút gọn của JBL G4000, JBL G2000 bên em đấy ạ. Vâng anh Ngọc Sony, anh có thể tham khảo đôi loa JBL G2000 có giá 6 triệu anh nhé. Và mọi thông tin chi tiết các bác cần tư vấn hay là thắc mắc thì các bác có thể gọi điện theo hai số hotline của JK Audio phía đằng trước nhé. Vâng, JBL G2000 thì chất âm cũng rất là hay so với G4000, thì nó là bản thu gọn, chất âm nó vẫn là như nhau. Vâng chú Thăng ạ, vâng em có thể ghép G4000 với súp B3 2020 mà nghe thử xem nào. Vâng chú ơi, bên cháu tí nữa sẽ ghép nhé. Tí nữa sẽ ghép ạ. Để nói đánh giá thì chú Thăng chú biết rồi đấy, nghe qua trực tiếp này nó không nói lên được gì đâu ạ. Chủ yếu là giao lưu trực tiếp với các bác và trao đổi rồi tư vấn thôi ạ. Còn chú ghép cái con JBL G2000 với súp B3 2020 hay là mã bản mới nhất thì cực kỳ là hay rồi chú. 2020 để nói so với Quickwood thì là Quickwood sẽ nhỉnh hơn, vì là cái dòng Quickwood là dòng cao cấp. Còn do súp B3 2020 hay là mã đó là dòng cận cao cấp. Đây là cái mẫu súp JBL 260P bên cháu mới về chú Thăng này, rất là nhiều. Cái mẫu JBL 260P mới vừa rồi gần tuần về bên cháu bán khá là tốt vì chất lượng âm con này cực kỳ hay. Mẫu mới, màu thời trang.
để nói sở hữu được màu thời trang thì thật rất ít các cái mẫu trầm sở hữu được, vì đa số là màu đen và màu đỏ, còn để nói màu xanh lam và màu xanh sen đá thực sự là rất ít trên thị trường các bác nhé. Anh Nguyễn Đức Gửi G4000 bao tiền? Vâng, anh Nguyễn Đức Gửi G4000 này có giá là 10 triệu anh nhé, có giá 10 triệu tại công ty. Rồi, anh Nguyễn Đức không biết anh ở khu vực nào, anh có gần ở khu vực Hà Nội Gia Lâm không? Con này thiết kế cực đẹp luôn ạ, cực đẹp luôn. Chú Nguyễn Hữu Thăng, chú ở Gia Lâm, chú đã lấy cho mình, chú chuyển cọc trước 9 triệu cơ. Đấy, có chú Thăng đấy, chú Thăng các bác có thể tham khảo qua chú Thăng. Chú lấy khá là nhiều sản phẩm bên ZK Audio và chú lấy thêm G4000. Vâng, 2 giờ chiều nay là bên cháu sẽ nắp ra cho chú Thăng. Đấy, G4000 rất là hay anh Nguyễn Đích nhé. Thăng 4 giờ chiều nay đi lắp đấy. À quên, 2 giờ chiều nay. Wow, anh Nguyễn Đích. Ok anh Thăng. Anh Thăng ơi, anh lấy con JBL súp. Em ghép thêm cho anh con súp JBL ấy bạn nhá. Ghép thêm cho anh con súp JBL 260P này này. Đang được hỗ trợ giá rất là tốt. Trên hãng báo về là hơn 4 triệu cơ, nhưng đợt này đang là mới về. Mới về nên đang có chương trình khuyến mại còn 3,2 triệu. Thì ghép vào cho nó đồng cho nó ấy nhá, cho nó đồng mấy thương hiệu con G4000 của anh. Đấy, không đánh chơi con này cho em này. Hôm nọ anh nghe con này rồi. Hello em Ngọc Tú nhá. Tí ra cơ quan nhá em nhá. G4000 của em 10 triệu anh ạ. G2. Cháu chào chú Huỳnh Văn Đẩu. Ok. 12 giờ đi lắp à? Ok anh. G2000 chắc ban nãy anh em báo rồi phải không? Giá 6 triệu. Ok, để em ghim cái máy em lắp cho anh Thăng con 20, anh Thăng cho nào. 2020 25 mã. Được rồi, để lắp con 2025 mã cho anh Thăng nghe đã nhá. Anh Nguyễn Đích Thanh Ngoài à? Thanh Ngoài G4000 lên Thanh Ngoài thế nào? Thôi rồi, mùa hè nóng nực này em hỗ trợ cho anh cái phí vận chuyển. Nếu mà anh lấy liên hệ cho em theo số hotline, em sẽ cho anh em lên lắp đặt cho anh. Hỗ trợ tất tần tật. Dịp này thì đang mùa hè sẽ là dù ngoài trời đi rất là nắng nóng nực nhá, nhưng mà sẽ vẫn hỗ trợ cho anh em cái công lắp đặt và phí vận chuyển. Khói tỏ. Hello anh Nguyễn Hữu Quang, G300 à, G300 giá 7.999.000. 8 triệu đôi G300 anh ạ. Giá niêm yết từ xưa nay rồi. Súp màu đỏ này của em 7 triệu, tặng 1 triệu tiền mặt còn 6 triệu. Con WeWork này từ trước nay giá niêm yết của hãng là 6 triệu anh ạ. Anh Thăng ơi, em ghép đây, ghép đôi G4000 với thêm con súp 2020 25 mã cho anh này. Đấy, bắt đầu trần nhà em bắt đầu rung rồi đấy. Thanh thạch rồi.
tặng nhiệt tình like cho em nhá. Tặng thêm like cho em đi các anh em. Vâng, anh Duy Nhật hôm nay có gì mà không anh ơi? Vâng, anh ơi, bên em nhiều mới mà anh có thể tham khảo, anh rất là nhiều mặt hàng mới ạ, la liệt luôn, các bạn thấy không ạ? Vâng, showroom đang trưng bày rất là nhiều anh Duy Nhật nhá. Vâng, anh comment của anh Trần Huy Trung. Vâng anh ơi, bên em ship code toàn quốc anh nhá, anh có thể tham khảo nhé. Anh lấy món gì anh Trần Trung Huy? Vâng, bên em ship code toàn quốc ạ. Ở chú Thắng ơi, anh dùng hết cả nhà sàn cái trần nhà của cháu đây này. Những cái trần thạch cao bên cháu phải nót đây này, không là nó anh dùng phần phật phật ấy. Súp bánh khỏe lắm ạ. Rồi anh Trần Huy Trung nhá, bên em xúc có toàn quốc anh nhá. Vâng, cái như lúc like đấy ạ. Vâng, như lúc like của các bác đi ạ. Vâng, hãy like và chia sẻ giúp Zika Audio nhé. Vâng, chú Thăng chú còn đây không ạ? Cháu đang ghép cái con súp 2020 kìa. Vâng anh Ngố Đường Phố ơi, vâng comment em ở 133 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, anh Phố Đường Ngố nhá. Anh Ngố Đường Phố nhá, em ở 133 Phố Trường Lâm anh nhá. Vâng anh Trường Huynh ơi, đẩy TD bên em không làm cái thương hiệu anh ạ. Em không làm thương hiệu đấy anh nhá. Em làm thương hiệu WeWood anh ạ. Vâng em mới chuyển anh Ngố Đường Phố, em mới chuyển ạ. Em mới chuyển sang 133 Phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội anh nhá. Vâng anh Ngô Đường Phố, anh có thể đến trực tiếp 133 anh nhé. Vâng các bác cần tư vấn các bác hãy comment trong video nhé. Tham khảo cái món gì các bác cứ comment ạ, bên em sẽ trả lời luôn giá cả và cách thức mua bán ạ. Vâng đúng rồi anh Ngô Đường Phố nhá, anh cứ sang 133 Phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội anh nhá. Vâng các bác thấy hay hãy like và chia sẻ giúp Zika Audio nhá. Vâng, bác nào cần tư vấn của cấu hình karaoke gia đình trong cái mùa khó khăn như thế này, vừa hay lại vừa rẻ thì các bác hãy comment trong video bên em sẽ tư vấn ạ. Vâng, comment tiếp theo là của anh Con Z nhé, bên anh bán lưng tiếng thế nào anh? Anh Con Z ở bên em có bán lưng tiếng Idol IP100 25 mã bản mới nhất hiện nay là giá 1,5 triệu. Và lưng tiếng TDL có tích mã là CB600 có giá 1,75 triệu anh Con Z nhé. Vâng anh có thể gọi điện trực tiếp cho bên Zika Audio theo hai số hotline đấy ạ. Nhạc Zumba. Rồi ok em comment của anh Con Z. Vâng anh lấy anh gọi điện cho bên em nhé. Bên em luôn luôn cập nhật những sản phẩm hot anh ạ. Zumba.
Vâng, bác nào mà quan tâm đến loa JBL-G4000 các bác hãy comment trong video ạ. Vâng, đôi loa này thiết kế rất đặc biệt, sở hữu dòng loa Bass 30 và đây là dòng loa cây rất là đặc trưng của JBL, sở hữu 7 loa trên một thùng. Riêng cái mẫu loa này nghe đủ các giải rất là chi tiết. Vâng, anh comment tiếp theo của anh Dũng ạ. Vâng, đôi đó nhiều vậy số. Vâng anh ơi, đôi loa JBL-G4000 có giá là 10 triệu anh nhá. Có giá là 10 triệu anh Dũng nhá. Vâng, các bạn thấy không ạ? Tiếng bass cực sâu luôn. Vâng, bên cạnh đôi loa JBL-G4000 là bên em còn có đôi loa Bass B3, hình thức còn khá là mới ạ, bao hay bao zin cho các bác và anh em. Giá cực rẻ luôn, có 5 triệu rưỡi thôi. Vâng, comment tiếp theo của chú Thăng nhá. Vâng, xin cảm ơn Zika rất nhiệt tình. Vâng, cảm ơn chú Thăng nhá. Chiều nay bên cháu sẽ set up cho chú đấy ạ. Vâng, chú chờ giúp bên cháu nhá. Vâng, phía dưới là bên em đang bày rất là nhiều các mẫu shop vâng nhá. Vâng, được Kenwood nhiều shop. Vâng anh Dũng, anh được Kenwood có giá 5 triệu 7 anh nhá. Có giá 5 triệu 7 anh nhá. Là bên em sẽ bao ship và tặng kèm dây jack kết nối đấy ạ. Vâng, bên em còn cung cấp rất là nhiều các mẫu shop như phân khúc gia đình, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, phân khúc Bass 30 như mấy cái dòng B3 mà bán cũng rất là chạy và cũng rất là thịnh hành, và những mẫu loa sub JBL hay là Martin, Boss, phân khúc Bass 30. Nói chung ngày xưa các bác và anh em trầm nó không phát triển nhiều như bây giờ, các bác nghe đủ giải thì thực sự là rất là khó, nhưng hiện nay rất là dễ dàng và giá cực kỳ là phải chăng, hỗ trợ những cái loa sub rời bên ngoài, hỗ trợ cho một bộ dàn karaoke giải siêu trầm nghe được sâu đầy đặn hơn trước kia rất là nhiều ạ. Rồi anh sẽ ra cái băng cối cái hiện tại bên em không làm anh nhá. Vâng, các bác thấy cái sản phẩm bên Zika đâu có đẹp long lanh không ạ? Chất châm có hoàn hảo không ạ? Rồi các bác hãy like và chia sẻ nhá. Rất cảm ơn anh Dũng nhá. Vâng, nhạc này là bên em đang hỗ trợ thêm một cái sub B3 2020 được thiết kế rất là đẹp và bắt mắt. Riêng cái bản sub bát đôi đất này thực sự là rất là thành công của hãng B3. Trước đây thì cái chân đế nó chưa được thiết kế thích hợp. Năm 2019 và cái bát nó sẽ chạm xuống mặt nền vì nó sẽ xảy ra những cái trường hợp ẩm nồm, nó bay hơi nước lên, nó gây hư hại cho bát. Thì hiện nay hãng đã thiết kế thêm một chân đế rất là đẹp phía dưới, vừa để bảo vệ bát vừa để trang trí thì rất là đẹp, đặc biệt là thiết kế nó rất là mới và hoàn hảo.
phía trên được bảo vệ bởi cái mặt kính cường lực rất là sang trọng. Các bác có thể thấy in hình xung quanh rất là đẹp, sơn sần xung quanh, đây là dạng sơn sần cát rất là mịn và đặc biệt là chống xước và chống nước. Cuối cùng là cái chất âm nó cực kỳ hoàn hảo đó các bác, thấy không? Và đây là bản Sub 33 30 đời đất 2020 25 mã bản nâng cấp mới nhất năm 2020, tiếng cực sâu luôn ạ. Vâng, với cái Sub B3 2020 mã thì bên em sẽ báo giá tại công ty nhé. Giá tại công ty là giá 3,3 triệu. Còn các bác ship đi thường vào Sài Gòn hay là ở đâu đó thêm khoảng 200.000 là 3,5 triệu thì các bác có thể sở hữu được cho mình một cái mẫu Sub B3 2020 30 đời đất của B3 rồi ạ. Vâng, comment tiếp theo là của anh Thịnh Lê ạ. Vâng, ghép hai đôi là 325 có ai hơn một đôi bát 30 không? Vâng, anh Thịnh Lê ơi, nếu mà anh lấy được cố lên bát 30 thì anh có thể lấy bát 30 nghe giải âm rộng hơn anh nhá. Nghe giải âm sẽ rộng hơn bát 25 rất nhiều. Anh Thịnh Lê nhá, anh cố được anh lấy đôi là bát 30 anh ạ. Có một đôi bát 30, sau đó sau này anh thêm một đôi loa bát 25 vào để hỗ trợ cho giải lời thì sẽ hay hơn khi mà anh ghép hai đôi bát 25 nhá. Vâng anh Thịnh Lê nhá. Vâng anh Thịnh Lê, và anh cố lấy con bát 30 ấy. Không biết anh Thịnh Lê đây anh tham khảo cái mẫu loa nào anh? Vâng, chào anh Phạm Điệp nhá. Em ơi BMW 2000C đẩy nào đánh thì vừa. Vâng anh ơi BMW 2000C anh có thể lấy cái đẩy Wingwood D500 bên em nhá. Đánh cực căng luôn. Đẩy Wingwood D500 bên em đang để phía dưới kìa. Cái mẫu này bên em bán rất là nhiều vì cái độ bền rất cao. Công nghệ Grad AB chạy rất là bền bỉ. Chiếc con này sở hữu 32 sò và đặc biệt là sở hữu nguồn xuyến rất khủng, cho công suất rất ổn định và tiếng bass rất sâu và dày. Gút đây 500 anh Phạm Điệp nhá. Ở phía trên kia là em đang ghép con đẩy liền vang Gút KS 2020 bản mới nhất. Đây là dòng đẩy liền vang lai số, một cái lưng tiếng 2 độ IP 125 mã. Vâng, rất là nhiều các mẫu súp như mẫu đồ đất, mẫu mặt trước hay là mẫu hầm thì bên em có đủ cả nhé. Ông ngố đường phố này cũng rảnh ghê nhỉ. Bên chúng em cùng một tổng công ty và là hai chi nhánh thì hình thức kinh doanh là giống nhau. Hello các bạn em, các bạn em vào tặng em like nhá. Tiếp tục quay trở lại chủ đề mà chúng ta lựa chọn súp điện hay súp hơi để chúng ta chơi trong gia đình. Con đấy mấy cái 20 anh? Hello, hello các bạn em. Ok, các bạn em vào tặng like nhiệt tình cho em ạ. Dạo này like liếc tụt quá. Tặng like nhiệt tình cho em ạ, tặng like nhiệt tình cho em nhá. Quay trở lại em mở nhỏ volume lại. Sub B3 phải không?
B3 nếu mà bắt 30 thì hai cái bản 2020 và 2021 25 mã của em thì đang có giá là 3.500.000 đồng. Quay trở lại với cái chủ đề làm sao chúng ta lựa chọn con trầm nó hay, và quan trọng nhất là cái mức tiền mình đầu tư ra bao nhiêu. Để đầu tiên nói đến trầm hơi. Trầm hơi thì thường các anh em thấy sẽ xuất hiện ở các sự kiện, những cái sự kiện nho nhỏ như sự kiện đám cưới hay là sự kiện cho thuê phông bạt bình thường. Thì các anh em hay thấy có những cặp súp kép đơn 50, cặp súp đơn 50 hoặc những súp kép 50. Đấy thì là nó là dòng súp hơi. Còn nếu mà không phải anh Huỳnh Hải, anh đã biết thừa bên chúng em là một tổng công ty, là hai chi nhánh phòng ban kinh doanh khác nhau, yêu ái bên nào có thể đặt và có thể đặt bên em thì bên đấy cũng sẽ hỗ trợ, và đặt bên đấy thì bên em sẽ hỗ trợ vì chúng em là một tổng công ty cùng một nguồn hàng. Anh ấy nói cứ như kiểu là các bác anh em chưa biết á, cứ phải nhắc đi nhắc lại suốt. Ngày xưa em là 107, hiện giờ em tách thêm một, em mở thêm, không phải tách mà bên công ty chúng em mở thêm phòng ban kinh doanh, nó rộng rãi để phục vụ thêm cho các anh em cái nhu cầu mua sắm và cái hậu mãi bảo hành, thì sẽ thêm một cái địa chỉ nữa để các anh em yên tâm. Còn về hình thức kinh doanh thì chúng em vẫn là một. Đấy. Tất cả đều là một, đều là một tổng công ty. Chúng em có cái hướng phát triển nó lên một tập đoàn lớn, thì sẽ tới đây sẽ thêm rất là nhiều chi nhánh nữa và những cái kênh đi theo nữa. Nên là cái chuyện này là chuyện bình thường. Ok, loa nước nào sản xuất, anh đang hỏi loa nào đấy anh Diệu Linh. Để em kéo lại từ đầu, vừa nãy em có bận một chút việc. Loa trầm đa phần ở đây của chúng em thì nó chiếm cái khoảng độ 95% là loa mới và nhập khẩu từ bên China về. Quay trở lại với cái chủ đề như là trầm điện, trầm hơi. Về cái chi phí để các anh em đầu tư một con trầm hơi thì nó sẽ đắt gấp rưỡi và gấp đôi trầm điện. Đấy, đấy em đang tính ở cái mức cái góc độ mà giá bình dân đấy, nó sẽ đắt gấp rưỡi và gấp đôi cái trầm điện. Và để đánh được trầm hơi thì các anh em bắt buộc phải có đẩy dư kênh. Cái này em trả lời luôn cho anh, trả lời luôn cho anh Bùi Đức Tiến. Anh ơi, anh đảo lại cái pha cho em, đảo lại cái pha, hoặc anh xem lại cho em đằng sau dây loa, nếu mà cái dây loa của anh có nó đã đúng đen với đen, đỏ với đỏ chưa. Cắm hoa sen thì mình không để ý cái đấy, nhưng mà anh đảo pha cho em. Mà hiện tại nếu mà chống quả trầm một nhịp và chống quả bát một nhịp khác nhau thì nó đang bị lệch pha nhau đấy. Anh Nguyễn Kiên Vlog à. Martin 40 của em thì giá 4.2 triệu, bao ship cho anh luôn đấy. Em tránh từ bao ship ra, gọi là phí vận chuyển, bởi vì 4.2 triệu là đã bao gồm phí vận chuyển rồi. Tặng nhiệt tình like cho em nhá các anh em nhá. Nói lại trở lại với cái vấn đề mà cái súp hơi thì nó cái chi phí, cái đầu tư để mua nó đắt, sẽ đắt gấp rưỡi và gấp đôi súp điện. Đấy, thì ở trong gia đình thì các anh em chắc hẳn cũng không có nhiều các anh em có cái điều kiện để mà không phải tính đếm đắn đo đến đồng tiền. Cũng hiện tại đây đa phần là chúng ta còn tính đếm cân đo. Chính vì vậy cái lựa chọn súp điện dùng trong gia đình là cái lựa chọn hoàn hảo nhất mà dễ sử dụng nhất. Còn nếu để về súp hơi thì bắt buộc các anh em phải có một cục đẩy dư kênh. Dư kênh là gì? Có nghĩa là nếu các anh em sử dụng một con loa, một đôi loa và một con súp thì bắt buộc các anh em phải có một con đẩy ít nhất là phải 3 kênh. Đấy. Hoặc phải 2 đẩy. Đấy, chưa nói đến đẩy 4 kênh. Thì 1-2 kênh. Kênh 1, kênh 2 thì các anh em dùng đánh một cặp loa. Còn kênh 3 các anh em dùng đánh súp hơi. Thì cái này thì nó sẽ độn cái chi phí để các anh em đầu tư một con súp lên. Để chúng ta chưa nói đến con vang, cái con vấn đề con vang, cái bản thân con vang nó cắt súp nó có hay không. Đấy, lại cần phải một cái yếu tố nữa. Chính vì vậy các anh em hình dung đâu, gạch một cái đầu dòng cho em, là dùng súp hơi trong gia đình. Súp hơi thì đa phần sẽ dùng trong sự kiện và những cái phòng hát kinh doanh và bar lớn, để nó súp hơi thì nó luôn có một cái công suất nó khỏe và nó ổn định. Chỉ dành cho súp hơi, chỉ dành cho cái mục đích sử dụng với cái không gian rộng, dùng nhiều và cái đòi hỏi cái áp lực và áp suất âm thanh của anh ra phải mạnh để sử dụng vào những công việc lớn hơn ngoài chúng ta hát karaoke gia đình ra. Bán nợ anh đối chép. Ok. Ok anh Nguyễn Hợp, cứ đến đây, em bán thiếu bán nợ hết. Anh Kiên Nguyễn Vlog Martin kết hợp với loa kéo được không? Quá đẹp anh.
Còn Martin về anh đóng thêm cái mảnh ván, độ thêm cho em 2-4 cái bánh vào, anh kết hợp với loa kéo thì đúng là đi hát rong. Anh thành người nổi tiếng luôn đấy, lại như mấy anh em trong Nam, khối anh em nổi tiếng thì nghề hát rong. Ok anh. À, đẩy 4 kênh vang có 2 cổng ra cắm như thế nào thì anh thì cái này thì anh cắm vào bên cái đường tiếp nhận tín hiệu vào của đẩy thì anh cắm vào A và cắm vào C, xong anh chuyển sang chế độ parallel cho em thì nó sẽ ra được 4 đường new trick, có nghĩa là 2 vào 2, 1 vào 2 ra, 2 vào 4 ra. Đấy, trong các đẩy nó sẽ có 3 chế độ đánh. Trừ những cái đẩy Class D đời mới bây giờ thì nó sẽ chỉ có một cái nút auto, có mình khởi động nút đấy lên thì nó sẽ tự động auto tiếp nhận tín hiệu và ra đủ 4 đường đánh loa. Nhưng mà trên những cái dòng đẩy như những cái dòng đẩy mà mạch Class AB, những cái dòng đẩy dày dày thì nó sẽ có 3 chế độ đánh, có nghĩa là một là Sitte, hai là Parallel, ba là Pride. Pride thì các anh em biết Pride nó sẽ chập 2 kênh vào một để đánh với những cặp loa công suất lớn hoặc đánh với những chiếc súp kép 50 công suất khủng. Đấy. Còn Parallel thì sẽ là 2 vào và 4 ra. Dạ. Em nghe chị. Bên em còn một con đấy. Rồi. Giờ còn một con. Em chả biết vì em hôm qua thấy có 2 con, em đi một con. Cứ sang đi, chả biết được. Rồi. Ok. Rồi. Tặng like cho em nhá, các anh em. Còn 2 đường vào của vang và ra 4 đường của ấy thì anh chuyển chế độ parallel cho em. Đằng sau con đẩy bao giờ nó có cái những công tắc đấy và nó chọn cả những cái chế độ đánh ở bao nhiêu công suất vào bao nhiêu đấy. Thì chúng ta để ý một tí là được. Và quay lại vẫn là cái chủ đề đánh súp hơi. Thì đẩy thì các anh em bắt buộc phải có đẩy dư kênh. Và cái mức đầu tư tài chính như một con đẩy 3-4 kênh thì nó sẽ đắt hơn con đẩy 2 kênh. Đấy là cái dùng trong gia đình. Đấy. Và bắt buộc chúng ta phải có cái kỹ thuật xét cái cắt súp trên con vang. Đấy là em đang nói đến, nó đơn giản nhất là con vang cơ đi. Đấy là cắt. Mà thường thường những dòng vang cơ thì những cái dòng vang mà đời sâu thì cắt súp nó rất xấu. Đấy, các anh em phải phụ thêm một con nâng tiếng nữa để cắt bằng cái đường mono bass hoặc là bass out trên con nâng tiếng ra để đưa vào một kênh của đẩy và đánh con súp hơi. Nó rất là lằng ngoằng và tốn thêm chi phí khá là lớn. Nhưng mà nếu đối với các anh em sử dụng trong gia đình, em không cãi, có nghĩa là em không nói là dùng súp hơi nó không hay, súp hơi cực hay. Súp hơi hay. Hay là ở cái con vang của mình xử lý cái cắt súp hay thì đánh ra súp hơi nó sẽ hay. Đấy, nhưng mà dùng trong gia đình nó rất là phiền và nó tăng cái chi phí đầu tư lên. Nếu các anh em sử dụng trong gia đình thì các anh em cứ đánh súp điện cho em. Nó đơn giản nhất là dễ sử dụng. Để bản thân con súp điện nó cũng có cái mạch, có cái tần số, có cắt súp riêng của nó rồi. Và cái quan trọng nhất là các anh đang sử dụng âm ly nó cũng có thể đánh được. Bởi vì nó chỉ cần tín hiệu ra, lấy tín hiệu ra từ âm ly và đưa vào súp là chúng ta bật nguồn lên và chỉnh pha, đã chỉnh pha, chỉnh tần số và chỉnh volume là chúng ta có thể hoạt động. Và cái quan trọng nhất là cái tiền để chúng ta đầu tư. Chúng ta tiền để chúng ta đầu tư một con súp hơi nó sẽ đắt gấp đôi và gấp rưỡi và gấp đôi, thậm chí gấp 3 con súp điện nếu trong gia đình. Mà súp điện thì là giá nó rất là phổ thông và bình dân. Thậm chí có cả những cái bản súp cao cấp tầm 19-10 triệu, 15-20 triệu. Nhưng mà nó vẫn rẻ hơn so với cái chất lượng mà nó đánh ra. Mà một con súp hơi đánh ra như vậy thì nó sẽ đắt gấp đôi. Cảm ơn anh Đức Độ Hoàng. Hello, không sao, không có vấn đề gì. Các anh em vào sau tặng em nhiệt tình like nhá. Nhận like, share, chia sẻ. Bổ cho em một quả sẻ nào. Ở đây thì em đang nói về súp. Thì em có cả súp hơi, súp điện và súp vừa đánh cả điện cả hơi. Điển hình như cái mẫu mà đánh súp hơi thì em có những cái mẫu như là JBL718, súp đơn 50 dành cho karaoke gia đình thì giá nó 6 triệu. Đấy. Và những con súp mà vừa điện vừa hơi như cái mẫu B3 hay Martin giá là 4 triệu đến 4 triệu 2 thì các anh em có thể lựa chọn hai chế độ đánh. Và đặc biệt full điện hẳn thì em có những cái mẫu như JBL, Martin, Boss và Wewood.
Thì cái mức các anh em đầu tư cái số tiền để chúng ta sử dụng cái mẫu trầm như vậy thì nó chỉ loanh quanh đâu đó từ 2 triệu rưỡi đến 6 triệu thôi là đã hay rồi, chất lượng quá tuyệt vời, dễ sử dụng, ai cũng thể sử dụng được. Mà đặc biệt là nó ít hỏng. Nếu mà dùng súp hơi thì đánh đẩy một thời gian là một kênh thì nó sẽ bị kém cái hiệu năng đi. Vì súp nó ăn công suất rất là tốn mà. Tăng like, tăng chia sẻ nhiệt tình cho em nhá. Ok, tranh thủ một chút xíu thì đây em lia máy đi một vài cái mẫu. À, hôm qua bác nào hỏi em súp ấy nhỉ? Bác nào hỏi em súp 2020 và 2021, 25 mã thì hôm nay em đang có đây, bắt đầu về nữa đây. Về nhiều là khác. Bao nhiêu ngày mong chờ, bao nhiêu ngày chờ đợi, hôm nay bắt đầu mới có hàng để trả cho các anh em. Đến cái thời điểm này chắc em phải nợ mất khoảng độ mười mấy 20 đơn súp 2020 và 2021 rồi. Thì đấy, đây vẫn là cái bản 25 mã mới nhất của năm nay, công suất khỏe. Công suất maximum được 500W và những con này đánh được cả điện cả hơi. Giải pháp tốt nhất các anh em để lựa chọn, băn khoăn chúng ta không biết lựa chọn súp hơi hay súp điện để đánh trong gia đình, thì chúng ta sẽ lựa chọn những con súp có cả chế độ đánh hơi, có cả chế độ đánh điện. Đó là như vậy. Tất cả nhu cầu về tư vấn, em chưa nói đến nhu cầu mua sắm nhá, chỉ cần nhu cầu về tư vấn thôi, chỉ cần tư vấn đến với chúng em, chỉ cần tư vấn trước đã. Nhiệt tình tư vấn cho các anh em sẽ giúp các anh em có thêm những kiến thức cơ bản về sử dụng những cái thiết bị âm thanh karaoke. Thì cứ liên hệ cho em theo số hotline 0963889192 gặp Mr. Thanh, hoặc có thể gặp Mr. Duy qua số 0965503357. Mà em thì đang nói chuyện cùng anh em đây rồi. Thì các anh em cứ liên hệ. Trời, sao mấy bữa này các anh em ngại like cho em thế nhỉ? Các anh em ngại gì ạ? Ê, xinh thế này mà không like cho em. Đấy, cười. Cô này đang cười với em. Đang cười với em đấy. Tăng like cho em nha các anh em nha. Tăng like nhiệt tình, chia sẻ nhiệt tình cho chúng em. Tăng like, chia sẻ nhiệt tình cho bên ZK Audio. Quá đẹp. Hôm nay em vui. Bác nào hôm qua có một bác hẹn trời nắng chang chang mà em đến nỗi mà em phải bảo thôi anh ạ, để chủ nhật hay hôm nào trời mát anh xuống xem, nhất quyết xuống phải xem bằng được đôi BMW này. Nhưng qua thời tiết nắng quá, đi ngoài đường có những lúc lên 40 hơn 40 độ C ấy. Đốt cháy da cháy thịt, đi như thế thì chết, vất vả quá. Em lại hẹn bác khác, nhưng mà hiện tại em vẫn ưu tiên các anh em mua hàng online, bởi vì trời nắng này chúng ta tội gì phải đi. Đi làm gì ngoài trời cho nên chết khổ ra. Đôi này em đang thanh lý 6 triệu nhá. Các bác nào khéo mồm em có thể thanh lý cho bác 6 triệu 9 đấy. Nhưng mà em vẫn thanh lý giữ giá 6 triệu cho các anh em. Bản BMW 312 SE. Hàng dùng lướt, còn khoảng 90 mấy%. Đẹp, hát hay. BMW thì nó chuyên nghiệp karaoke rồi. Các anh em biết chơi từ ngày xưa. Các anh em chơi sâu. Biết ngày xưa các anh em hay đi hát. Ngày xưa chắc chưa có tay vịn đâu phải không? À, đôi đo 115 của em thì đang có giá là 950.000. Nó ở xa xa kìa. Đấy, loa lời. Ngày xưa các anh em hay đi hát thì chắc toàn dòng BMW, JBL loại treo tường này. Nâng tiếng tầm 1 triệu á. Nâng tiếng tầm 1 triệu thì không có đấy anh ạ. Rẻ nhất là con Idol 125 mã kia là 1 triệu rưỡi rồi. Tiếp tục xuống bên dưới thì loa cây. Đây đôi này đây, anh Thăng chiều nay anh lấy một đôi rồi. Thì còn một đôi nữa, thì còn một đôi kia. Đây, chắc là em sẽ gửi đôi kia cho anh Thăng vì đã hoạt động trong cái khoảng độ hơn 1 tiếng đồng hồ em đang live stream đây. Xong cũng sắp 1 tiếng ở đâu nữa. Em live stream đây thì tí nữa em sẽ gọi cầu kỹ thuật xem đem sang nhà anh Thăng lắp. Anh hẹn 2 giờ thì bây giờ chắc 1 giờ, chuẩn bị là vừa. Đấy, Thăng lắp cho anh Thăng. Còn đôi này thì vẫn dành cho các anh em đến sau. Hàng ngon, hàng đẹp phải dành cho các anh em. Tuyệt vời. 10 triệu cho các anh em với đôi JBLG 4000. Nếu mà các anh em cảm thấy cái tài chính của mình nó chưa cán được cái mốc 10 triệu mà các anh em phải lo rất là nhiều công việc khác nhưng mà vẫn có niềm đam mê ca hát, thì chúng em sẽ có cái giải pháp cho anh em mà vẫn thích cái form đẹp sang trọng bản màu vàng gold như trên con G4000, thì chúng em có cái giải pháp. Và bên hãng cũng là công ty cũng có cái giải pháp luôn, các anh em sẽ có cái bản thu nhỏ của G4000, đó là G2000. Hiện tại G2000 của nó đang giữ cái giá mức giá là 6 triệu. Cái giá 6 triệu này thì các anh em có thể sở hữu ngay một cấu hình như trên. Đấy. Với một bát 30, một con trung 15, hai con tép giấy và một con siêu tép, và công suất của nó vẫn maximum được 500W.
dòng gân vải, em xin lỗi, dòng gân mút này hát karaoke thì tiếng cực kỳ ấm, ấm, mềm mại, mê ly, đê mê cuộc đời. Bác nào hỏi mua nâng tiếng 1 triệu thì bác thêm em 750.000 nữa, bác lấy ngay con CB600 này, đẹp chất. Đấy. Nhiều đồ đẹp quá, chả biết đâu rồi giới thiệu từ đâu. Mà nhìn từ lúc các anh em không tặng like cho em là cũng... Bốt 151 ạ, 950.000. Ôi giời, ôi giời. Loa đẹp thế này. Anh đang giao ạ? Anh giao ở 1 loa. Ok, đúng rồi, cảm ơn bác nào vừa tặng em like nhá. Dù một like tặng một like em cảm ơn. Cái đúng rồi, loa đẹp, loa đẹp, loa đẹp. Bác anh chị Kiều Trang khen đúng, khen thừa. Loa đấy chả đẹp, loa nào đẹp. Em còn một đôi Kenwood dòng 2 bát 25 này. Dòng này là dòng này hiện nay nó đang bị chớt một tí. Chớt một tí, em thanh lý rẻ các anh em giá 5 triệu. Các anh em chịu phí vận chuyển cho em đôi Kenwood, loa cây Kenwood kia. Em còn một chiếc thì chiếc ở bên ngoài thì đang bị chớt quá. Cái này cũng do anh em vận chuyển nó làm hỏng cái loa của em. Hỏng hình thức thôi, hỏng hình thức. Cảm ơn các bác em vừa tặng like em nhiệt tình thế, còn gì nữa. Tất cả mọi nhu cầu về tư vấn về mua loa trầm thì cứ liên hệ cho em nhá. Các anh em có nhìn bên này, trầm em bao la bát ngát này. Đấy. B340, Martin 40. Để em nha, đây. Em thử một đoạn karaoke, mấy ngày nay không hát hỏi. Hát là tụt view chết đấy các anh em, giữ view cho em nhá. Giữ view tăng like lên cho em. Tặng các anh em ở vùng Tây Bắc. 151 HP cho anh. Hỗ trợ loa lòi HP lắm.
Super 3 2021 giá 3,5 triệu anh ạ. Liên hệ ngay cho em tư vấn thêm cho anh về cái hình thức mua hàng, cũng như là hỏi anh thêm một vài cái như là không gian nhà anh đang sử dụng, anh có hay hát karaoke, hát nhiều hay không, thì em bên chúng em sẽ tư vấn thêm cho anh. Anh yên tâm nhé, mọi tư vấn đều là miễn phí. Để anh mua hàng hay không mua hàng thì anh cứ tư điện cho chúng em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh. Chẳng dùng quá. Đã bao quen màu anh thương, cho còn lại đêm mai bây giờ. Trà sông đang ngày, ôi sạch lề, sông núi dầu mì. Anh trở về quê, vì tuổi thơ mơ năm nào. Vui cùng xuống nước, cùng đàn trâu với cây đa bóng trúc thảm cao với con đê. Ôi có lẽ là nếu mà hát thì phải gác lại thôi. Trần hôm nay tự dưng hôm nay em tại buổi sáng em có làm một cái video em đánh một dàn trầm. Anh Nguyễn Văn Văn Nguyễn. Con lời em xin lỗi. Con bốt 115 này ở bên trong phân tần nó có ấy rồi, có tụ cản, có quận cản hết rồi, có tụ chặn với quận cản hết rồi anh ạ. Anh đấu sau loa phụ cũng được. 115. Sáng nay em đánh một dàn trầm nên nó rung, nó lại làm rung thêm cái trần của em. Bây giờ em cứ mở to một tí nó cứ phình phành, sợ lẫn tí tạp âm vào ảnh hưởng các anh em nên chả dám ấy nữa. Lại chọn cái bài, lại chọn mấy cái bài nhạc du dương thôi. Cần tư vấn gì về trầm hay loa cứ các anh em cứ để lại cho em nhé. Kiếm mấy cái bài có tí hình nền nó. Các bạn nghe nào. Wow, một tiếng nhỉ? Mấy giờ anh Thành nhỉ? 12:30 á? Đi chuẩn bị ấy ra còn làm cái kia. Thôi nè. Sức đâu? Mẹ sức trâu à? Anh cứ nằm dạng như thế. Mẹ thằng em thì làm. Tặng em like nhiệt tình nha các anh em nhá. Ok. Nào. Vẫn tiếp tục là những con mưa đây bác nào vừa hỏi em B3 2021 này, hỏi đúng thời điểm đấy. Cái gì đúng thời điểm nó vẫn là đẹp. Bản mới nhất của năm nay, con này để đánh cả điện cả hơi, công suất max lên được 500W. Giá phù hợp để chúng ta đưa vào gia đình. Con này thì thật sự luôn, nếu mà để đến cái thời điểm này thì chưa có bác nào phải chê từ hình thức cho đến chất của nó. Đặc điểm của nó là đen. Đó, đặc điểm của con này là duy nhất là đen, khỏe. Bản này là bản thiết kế mới nhất của năm nay đấy các anh em. Bản này là bản thiết kế mới nhất của năm nay. Kể cả 2020 cũng vậy, đều là những cái bản mới của năm nay. Ổn định. Công suất ổn định. Cao to đen thôi, có hôi đâu anh ngố đường phố. Thời buổi giờ ai người ta hôi nữa. Cao to đen khỏe. Con này thì đúng là nó xứng với cái câu đen và khỏe. Công suất đánh cho 500W ở cái phân khúc bass 30 thì đếm được trên đầu ngón tay những cái dòng trầm đạt được cái mức độ đó. Và đặc biệt là tiếng rất là gọn và sâu. Cái áp lực cũng như áp suất âm thanh nó đánh ra nó ổn định. Mà thật, nếu mà đánh với những cái dòng trầm này, chúng ta ngồi một cái khoảng thời gian, cái khoảng cách tầm độ 3.5 đến 4 mét là cái delay của nó đã bắt đầu đánh ra là động vào lồng ngực chúng ta rồi. Cảm giác cực kỳ phình phịch đấy. Khỏe. Cùng hạng cân với nó thì em có cái B32020 25 mã. Nó là cái bass đối đất. Thì ở đây thì cái
hãng nó cũng đã thiết kế ra những cái bát nó đi theo cái hướng khác nhau để chúng ta lựa chọn vào cái không gian. Nếu mà lựa chọn để bát cúp đất hay là bát mặt vào không gian như thế nào thì bên chúng em cũng tư vấn các anh em rồi. Nếu mà không gian hẹp, không gian hẹp thì chiều ngang á, bề ngang, còn chiều sâu vào trong á thì có thể lấy cái mẫu súp như con này, bát mặt này, để chúng ta kê để đánh với cái nó phù hợp với không gian cũng như là đấy. Đặc biệt cái bản này năm nay là cái hoàn toàn là lỗ tông hơi đằng trước, nó sẽ tối ưu được tốt về cái mặt sau để các bạn có thể để sát tường được. 40 mét vuông đối với con này thì là chuyện bình thường, quan trọng là anh đang sử dụng loa gì. Nếu anh sử dụng loa full 40 rồi thì anh nên lấy cho em con B340 nhé, nó chỉ chênh hơn con này 500.000 thôi. Còn nếu loa full 30 hay là những cái dòng loa B1B30, BAT30 hay là những dòng loa khác thì chơi con này tuyệt vời, ổn. Nói chung là cái không gian cho phép của nó như là sản xuất hãng cho cái thông số thì nó sẽ hoạt động tốt từ khoảng 50m2 quay về. Còn ngoài 50m2 thì các anh em dùng con trầm B340 chứ, hoặc là Martin 40. Còn loanh quanh khoảng độ 35-40m2, 45m2 thì nó sẽ đáp ứng được. Của anh tức ngực luôn đấy. Tặng thêm like cho em đi các anh em, tặng like chia sẻ nhiệt tình cho em đi nào, buổi trưa. Rất là nhiều các mẫu trầm ạ. Hôm nay thì quên không nhắc đến một tí nào con trầm JBL nhỉ. Loa full bass 30 đánh được anh ơi, hợp luôn. Đánh được. Chào Zika. Zika chào lại anh Nguyễn Trung. Đúng rồi các anh em cứ tặng like nhiệt tình nhá. Em cứ thấy like là em vui rồi. Em chưa cần biết các anh em mua cái gì của em, nhưng mà đồng hành cùng chúng em để lại comment, chia sẻ và đóng. Ui. Ok, cứ đồng hành cùng chúng em trong những cái buổi live stream và chia sẻ và like cho chúng em, để lại ý kiến đóng góp để chúng em xây dựng công ty bên Zika chúng em, và có những cái hàng mặt hàng nó phù hợp hơn trong anh em là chúng em rất là vui. Em quay gần hơn một chút xíu về con JBL 260P này. Đối với con này của chúng em, bản em có hai màu, một màu ghi nhạt hơn và con này là màu xanh. Đối với con này thì nó rất được ưu ái khi đưa vào đây một con bát với cái màng carbon và gân cao su cao cấp như thế này, gần như những cái dòng loa bát 30 mà cái tầm giá mà 4 triệu quay đầu thì không có được cái sự ưu ái như thế này. Phải nói là JBL đây này chơi lớn thật, chơi lớn để cạnh tranh cho mấy những cái đối thủ, những phân khúc khác, phân cùng phân khúc mà ở thương hiệu khác sao em không biết, nhưng mà hiện tại những cái bản này màng carbon này thì nó bền, độ bền cao và nó chịu nhiệt tốt. Chính vì vậy công suất của nó maxing boom lên cũng lên đến 500W. Đánh bền. Đánh gần như tần suất cao mà đánh một cái khoảng thời gian dài. Gần như là không bị sụt công suất cũng như là bị méo tiếng đi nào cả. Đối với dòng này. Vì cái dòng này là nó chịu ấy, chịu được cái nhiệt cao. Đặc biệt độ bền cực kỳ cao nhá, độ bền cao. Nên các bạn em yên tâm với dòng này. Và đang được hãng hỗ trợ ở cái giá cực kỳ mềm mại, 3.200.000 đồng. Buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng đi một số đơn như là những cái mẫu súp 260P này. Đấy. Em có hai bản màu, em có hai bản màu cho cái bản này. Hai cái bản màu JBL mới về. Đối với cái bản này hiện nay các anh em có thể thấy form nó rất là gọn gàng, các anh em để ở cái không gian nào cũng nó cũng phù hợp, bởi vì nó tối giản đi những cái chi tiết rất là rườm rà. Anh có nhìn thấy con đỏ đỏ hay không? Giữa một rừng hoa đẹp ta lại tìm thấy một bông hoa đẹp hơn nữa, thì chính là em nó đây. Đấy ạ.
Đấy, để khuất đây cho có vẻ anh vẫn nhìn thấy đây, vẫn nhìn thấy cái tem của cái WeWork. Đấy, đấy, vẫn nhìn thấy cái tem WeWork trên đỉnh này, chẳng chẳng. Vàng vàng kìa. Tiền em quay luôn nhá, tiền em quay luôn. Đây. WeWork 2012. Đẹp sang trọng. Chất mà không chát tí nào. Con này hiện tại giá, giá thì các anh em cũng nắm được rồi. Rất nhiều các anh em đã dùng. Thậm chí có hàng nghìn người đang sử dụng. Chỉ còn nhẵn các bác anh em ở đây chưa sử dụng. Em zoom máy lại gần đây các anh em nhìn này. Đẹp nét đến từng một, nét đến từng chi tiết nhỏ một. Ứng dụng của công nghệ màng polyplast này thì nó bền, cái độ nảy nhún nhảy tốt và là gần như là nó rất là mềm mềm mại, bát đánh sâu chắc. Đối với con này thì nó là dòng phun điện. Để em quay cái mặt sau. Con này thì ngày nào em thích, ngày nào em ngắm gần như là em không bao giờ để trống. Cứ hết cái em phải bóc ra. Hết cái em bóc ra để em ngắm tiếp. Mình là người yêu những cái đẹp mà, yêu thích những cái đẹp. Ok, đây nhìn cái mặt sau của nó các anh em cũng đã đủ đê mê rồi, đã đủ chết người rồi. Lỗ thông hơi đằng sau và tất cả cái mạch nó cũng rất gọn gàng. Con này nguồn xuyến. Con này đây, các anh em có thể thấy bọn em bên chúng em có hai màu nhá, màu đỏ và màu đen. Màu đỏ và màu đen, nhưng mà đa phần em lại toàn bóc cái màu đỏ ra thôi. Vì đỏ nhìn nó ấy. Tất cả những cái chi tiết nhỏ một đến từng như con từng con ốc một nó cũng đã được trau chuốt làm rất là tỉ mỉ và kỹ. Có những đường tín hiệu đưa vào như Lion Hoa Sen này, High Level Put này và Camlon Input. Ở đây đều là đưa vào để đánh điện hết. Con này không đánh hơi. Con này không đánh hơi. Không đánh hơi nhé, con này không đánh hơi. Con này chỉ toàn bộ điện. Công tắc đặc pha của nó này, gạt lên cũng đã thế. Set up volume LPF. Thế đây em hướng dẫn luôn các anh em cách để chúng ta nghe trầm làm sao nó có hay nhất, hiệu quả nhất. Thì đầu tiên thì ở đây thì nó sẽ có cái lựa chọn đưa những tín hiệu vào, nhưng mà theo cái cách phổ thông nhất hiện nay em bán trầm em bán nhiều lắm. Thì cách phổ thông nhất em thường tư vấn các anh em cũng như là các anh em sử dụng thì đa phần dùng một cái đường Lion Hoa Sen này. Có những các anh em đang sử dụng âm ly thì sẽ lấy từ cái đường line của âm ly ra. Ở đường output. Đấy. Thì cắm trực tiếp đây. Hoặc các anh em nào sử dụng vang thì lấy đường sub out của con vang. Hoặc là lấy từ con nâng tiếng thì sẽ đưa trực tiếp vào đường này. Đưa vào đường này thì cái đầu tiên là chúng ta cắm nguồn, bật nguồn lên và đưa tín hiệu vào đây. Đưa tín hiệu vào đây xong bắt đầu tiếp tục chúng ta cần chỉnh những cái nút nào và như thế nào để nó phù hợp. Thì LPF thì rất nhiều các anh em hỏi là nên cắt về hết hay là tăng hết lên, hay là để hướng 12 giờ hay là để hướng 23 giờ. Nhưng các anh em thiếu đi một cái là con này nó chỉ ngưỡng khoảng 8, 9 giờ, 10 giờ là nó sẽ hay nhỉ. 12 giờ nó sẽ lẫn khá là nhiều cái giải trung vào. Còn 23 giờ thì nó lại nhiều quá rồi, thậm chí lên đây nó thành cái loa ấy rồi. Lên đây á, các bạn anh em nghe nhạc, ghé tai vẫn nghe tiếng ca sĩ hát. Có nghĩa là tầm này, đấy, có tận lạm dụng lắm thì các tầm này cho em. Đấy, không tầm này chưa. Hoặc có thể cắt hết thì tiếng bass nó sẽ xuống sâu. Xuống sâu thì chúng ta nghe luôn, nghe gần thì nó không hay, nhưng mà chúng ta nghe ra xa thì cái tiếng bass nó rất là sâu và mềm. Nếu thật sự các anh em nghe nhạc vàng, các bạn cắt hết cho em.
bình thường đây, ở những cái đôi tai phổ thông nhé, những cái kiến thức thẩm âm bình thường phổ thông thì các anh em để hướng này chưa. Tăng like, chia sẻ nhiệt tình cho em các anh em ơi. Ủa, từ lúc 27 like, em thì yêu cầu nhỏ nhỏ là tặng em đủ 30 like rồi là em mừng lắm rồi mà không được. Còn cái chiếc áp volume này, thì các anh em lưu ý cho em nhé. Lưu ý cho em không nên mở to quá, không nên mở to quá là cái tiếng bass con trầm này nó sẽ to hơn loa nghe nhạc của các anh em thì nó sẽ không hay. Đấy, cảm ơn bác nào vừa like cho em nhá. Tặng em 30 like thì em mừng lắm rồi, mừng rớt nước mắt luôn đấy. Mấy ngày nay lay lắt, lượt view ít, lượt xem ít, lượt like ít. Mấy ngày nay các anh em nóng nực quá, đi du lịch hết rồi không biết. Thì các anh em lưu ý cho em, chúng ta không nên mở to quá, không nên mở to hơn cái loa nghe nhạc các anh em. Mở bằng cái mức nào để cho cái tiếng bass của con này đánh ra nó chỉ nhỉnh hơn một tí 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 so với bass của đôi loa các anh em. Đấy, thì lúc đấy nó mới cộng hưởng lẫn nhau, nó mới cho được cái chất âm trầm, âm bass nó hay nhất có thể. Có nghĩa là các anh em ở có cái khoảng cách ở khoảng độ 1m, 2m các anh em không hay đâu. Nhưng mà các em lùi ra xa khoảng 5-7m đấy, thì cái tiếng bass nó rất là gọn gàng, nó sâu, nó ấm. Nó đánh nó cảm giác nó không bị nhức đầu, không bị khó chịu mà cảm giác nó rất là thoải mái. Thì các anh em dừng lại cho em. Đấy. Và cái này thì các anh em lưu ý cho em nhé. Ở trên mỗi một dòng loa, mỗi một đôi loa, một dòng loa khác nhau, nó sẽ có cái thiết kế mạch, cái thiết kế phân tần khác nhau và cái delay của mỗi dòng loa nó khác nhau. Chính vì vậy thì giả dụ như em hiện tại em đang ghép một con trầm này của em với cái đôi loa G4000 kia của em. Em mở một bản nhạc, em có thể chỉnh cái công tắc đảo pha này của em, có thể em gạt xuống và cái ký hiệu là 180 hoặc em đảo lên là cái ký hiệu 0 này. Có thể em gạt xuống thì cái tiếng bass nó cộng hưởng nhau, nghe nó đồng nhịp với nhau, cùng nhịp cùng phách với nhau là em dừng lại. Nhưng về nhà các anh em thì các anh em có thể là các anh em lại ghép với một đôi loa full B3 đấy, hoặc một đôi loa nằm. Thì cái phân tần của loa full nó sẽ khác với phân tần loa cây, hoặc loa nằm nó cũng sẽ khác với loa cây kia của em đấy. Và cái delay của nó cũng khác nhau. Chính vì vậy thì các anh em phải nghe, các anh em mở lên, cắm vào, cắt cốt, cắt tần số cho em, tăng volume lên. Ok, volume này ổn, tần số này nó ổn này. Thì các anh em bắt đầu tiếp tục sử dụng cái nút này. Các em gạt cho em, nghe bằng đôi tai của mình nhé, nghe bằng chính cái sự cảm thụ âm nhạc của mình. Đấy, là chính mình nghe đấy. Hoặc có thể gọi thêm anh em bạn bè cùng ngồi nghe. Ở chúng ta gạt lên thế này là nó đã đồng phách, đồng nhịp nhau chưa? Được rồi thì ta dừng lại. Hoặc chưa được chúng ta phải gạt xuống. Cái này là dựa các anh em nhé. Không, em ở đây, ở nhà em test đôi loa cây, em gạt xuống thế này. Về nhà các anh em cứ giữ nguyên. Các em cắm một đôi loa phùn hay cắm đôi loa thùng thì nó hay, thì là nó hợp nhau. Nó không hay thì nó không hay, nó cảm giác nó đánh nó lùng gùng lắm, thậm chí nó triệt tiêu cả tiếng bass đi. Lúc đấy tiếng bass nó xấu, nó không còn đẹp cho anh. Hàng này hàng đẹp, hàng mỹ mãn, hàng đẹp tuyệt vời. Anh Lê Lê, giá con này là 6 củ anh ạ, 6 triệu anh nhá. WeWood cân, bang nào cân được em này là đỉnh cao nhất ở đây đấy. Đấy, bang nào cân được em này là đỉnh nhất ở đây đấy. Con này đấy, đấy cái chỉnh pha của nó là như vậy. Và cái này cũng không nên cho chỉ to nhỉnh hơn đôi loa. Đôi loa chúng ta nghe nhạc cái tiếng trầm nó khoảng độ 1-2 phần thôi. Không nên to quá. Các bạn mở hết công suất là nó ấy đấy. Tiếng nó không hay đâu. Đẹp không ạ? Ok, em test cho anh nhá. Test cho anh luôn. Chả mấy khi được chỉ cần chờ đúng cái câu nói của này của anh thôi. Thời điểm này em mở luôn sang con đấy.
Thế nào anh Văn Nguyễn, Nguyễn Văn, ok không? Ok, thời gian thì cũng đã bắt đầu sớm vào bầu giờ buổi chiều rồi. Em mà còn hôm nay số lượng công việc cũng khá là dày. Nên em cũng xin khép lại cái buổi giao lưu trực tiếp do bên công ty chúng em tổ chức ở đây. Thì tất cả cái nhu cầu về mua sắm hay tư vấn nhé, thì các anh em liên hệ cho em theo số hotline của công ty, đó là 0963889192, gặp Mr. Thanh. Hoặc có thể đến tại địa chỉ số nhà 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Cho em ngoài những cái mẫu loa trầm. Đây, ngoài những mẫu loa trầm thì hiện tại chúng em còn rất là nhiều những cái mẫu loa đang rất là hot và ghép những cấu hình karaoke gia đình rất là hay, chuyên nghiệp, giá rẻ, bình dân. Các anh em xem những cái video hay những cái buổi live stream chúng em mới tặng cho chúng em những cái like nhé và chia sẻ cho chúng em. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những buổi live stream tiếp theo.